ca nô ni phật. Nam mô bổn sư ca nô ni phật. Nam mô bổn sư ca. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2000. Như thường lệ, chúng ta học giáo lý tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Ta đang học về di thức học. Hôm nay là tới kỳ thứ 30. Xin nhắc toàn thể đại chúng để ý là mình học cái bộ kinh nào nó cũng có cái pháp môn tu của bộ kinh ấy. Học cái bộ luận nào nó cũng có cái pháp môn tu của bộ luận ấy. Chứ không có cái bộ kinh, cái bộ luận nào mà dạy để mình nghe, nghe rồi không có gì hết. Nghe để biết rồi không có gì hết. Không phải vậy. Cho nên phải nói để ý cái bộ di thức này thì nó ít vậy chứ mà cái pháp môn tu của nó đó cũng rất là thiết cận trong cái đời sống của người đệ tử Phật. Tôi nói ví dụ như cái bài học vừa rồi ha, nhớ bốn câu thôi. Bốn câu gì đó ha. Nó từng cái địa vị một đó mà, tư lương, gia hạnh, thân đạt, tu tập. Tu tập là câu nguyên văn của nó là gì? Câu nguyên văn của chữ Hán như thức học là gì ha? Vô đắc bất tư nghị. Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, trả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Cái câu đó mà đại chúng mà để ý mà tu tập là nhớ câu đó là nhớ rất nhiều. Cái thứ nhất là phải luôn luôn là đặt cái vấn đề là vô đắc. Trên đường tu tập là phải đặt cái vấn đề vô đắc là phải coi, phải xem là quan trọng. Do vậy cho nên là tôi nhắc cho đại chúng là tất cả những cái điểm chiêm bao mà của các vị thấy, nếu các vị là đệ tử suốt cả quá trình tu tập đó, là đệ tử Phật đó mà, là tất cả điểm chiêm bao các vị đừng có quan trọng nó bao giờ. Kể cả điểm chiêm bao mà các vị thấy nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái nhất, các vị cũng đừng có để tâm tới nó. Nếu mà điểm chiêm bao đẹp, gọi là mong đẹp, thì là trong thân tâm của mình nó có an nhàn, nó thơ thới thì nó có cái mộng đẹp, vui, sướng, nhẹ nhàng, thậm chí thấy mình bay bổng cũng có. Còn ngược lại là thân tâm của mình mà nó mỏi mệt, mà nó lo âu, nó ưu tư sầu muộn quá nhiều, thì các vị sẽ gặp toàn là chiêm bao xấu và chiêm bao khổ đau, buồn bực. Thì chiêm bao khổ đau buồn bực, thậm chí thấy có tan tóc, có chết chóc, các vị cũng đừng bao giờ sợ nó. Nó giống như là điều chiêm bao đẹp mà mình không bao giờ quan tâm để mừng nó vậy. Phải học cái đó mới được. Bởi vì cái tâm của Phật á, cái tâm mà gọi là tâm Phật á, thì nó phải giống như hư không vậy. Nghĩa là tất cả những cái mùi thơm tho tốt đẹp,
những cái màu sắc tốt đẹp và những hương vị thơm tho vào trong hư không. Hư không vẫn dung nạp và để cho những cái hương, cái vị, cái thơm tho, cái màu sắc đó sinh khởi trong hư không. Nhưng mà rồi đâu trả về đó hết. Không có cái màu nào mà nó dính mắt, nó tích tụ trong hư không trường tồn vĩnh cửu được. Không có cái hương nào dính vào trong đó được, cái vị nào dính vào trong đó được, cái xúc nào dính vào trong đó được. Hư không là nó có tính chất đó. Thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng thác quy. Hư không không phải là gì hết, không phải là xanh vàng đỏ trắng. Mà xanh vàng đỏ trắng có thể phát huy sanh khởi trong hư không, nhưng mà rồi không bao giờ làm những cái hư không nó trở thành xanh vàng đỏ trắng. Hư không có thể nó sanh là thối hôi tanh gì đó, tất cả những cái mà cái mùi xấu nhất sanh trong hư không, không có sao hết. Nhưng mà vấn đề là không có cái mùi nào mà nhuộm làm cho cái hư không nó trở thành là cái thối, cái hôi hay là cái thơm. Rồi màu sắc, rồi âm thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp cũng vậy. Nói chung là lục trần có quyền sanh trong hư không, mà không có cái nào làm cho hư không bị đồng hóa và làm cho hư không nó trở thành một cái thứ đó. Thế thì là cái tâm của người học đạo cũng phải học cái cách đó. Đây là vô đắc bất tư nghị. Thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, biết tất cả, xúc tất cả, mà còn không cho nó dính mắc bất cứ một cái nào ở trong tâm hồn mình. Mình không đam mê, mình không bị nó nhuộm, nó nhiễm, làm cho mình nhiễm. Thì cái chuyện mà mình nằm chim bao thấy đẹp hay là thấy xấu, mộng đẹp hay là ác mộng, đều là cái chuyện không có. Nhưng mà trong cái số người đệ tử Phật tu hành từ lâu nay đó, được cái mộng đẹp là mừng lắm, thấy cái mộng ác là sợ lắm. Mà cái sợ đó nó trở thành, nó biến mình thành ra trở cái người vô sắc giới đấy. Mà ở trong vô sắc giới thì không bao giờ có an lạc giải thoát được. Tam giới là vô an, vô như quả tập. Mình đẩy mình vào trong cái sống ở trong cái môi trường, trong cái ký ức, cái nhớ nghĩ về chim bao thì là mình thành người vô sắc giới rồi, không có được cái gì hết. Cho nên là phải nhớ cái chữ vô đắc, vô trí diệt vô đắc, đó là kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây là vô đắc bất tư nghị, đã thành tựu được cái vô đắc mà nó đạt tới cái chỗ mà nghĩa là mầu nhiệm mà người thường không nghĩ ngợi được. Nó thanh tịnh, nó bao la rộng lớn mà nó thanh tịnh như không vậy, không hề có một cái gì làm cho nó đồng hóa nó được. Vật chất quăng lên cũng không làm cho nó chật hư không được, màu sắc đưa vô cũng không nhuộm nó được. Tất cả mùi hương đưa vô xong trong hư không cũng không có kinh nhuộm cái hư không đó. Vì xuất pháp cũng nói như vậy. Cho nên để cái chữ vô đắc bất tư nghị, đơn như vậy là thị xuất thế gian trí đó. Xả nhị thô trọng, nhớ vấn đề là hai cái từ xả nhị thô trọng cố. Vì cái người mà được cái vô đắc bất tư nghị như vậy đó, người có cái trí xuất thế gian như vậy đó, là vì cái người này nè, cái nguyên nhân nào mà được cái vô đắc bất tư nghị, được cái trí xuất thế gian, xả nhị thô trọng cố, vì cái người này nè là đã bỏ được hai cái món thô trọng. Hai món thô trọng đó là tiền não chướng và sở tri chướng, cũng gọi là hai món thô trọng đó là chấp ngã bên con người và chấp ngã bên vạn pháp. Thường thường ta gọi là chấp ngã chấp pháp, tức thì thật là chấp ngã bên con người, còn gọi là chấp pháp đó tức là chấp ngã bên vạn pháp. Hay nói cách khác là chấp ngã là chỉ cho chấp về bên hữu tình, mà chấp pháp là để chỉ cho cái chấp ngã về bên vô tình, vạn vật vô tình.
Tức kỳ thật là hai bên này, phải nói cho rõ, phải hiểu cho kỹ là hai cái món phụ trọng đó, là bỏ được, quá giải được, xả bỏ được cái ý niệm chấp ngã bên con người và chấp ngã bên vạn pháp, chấp ngã bên hữu tình và cả cái chấp ngã bên các cái loại hiện tượng vạn pháp vô tình. Đây, cho nên cái câu đó là quan trọng lắm đó, đó là cái địa vị tu tập mà. Địa vị tu tập là Bồ Tát từ sơ địa tới thập địa, để rồi thành đạo là do cái giai đoạn đó. Vì bỏ được hai món thô trọng, xả được cái chấp ngã chấp pháp, cho nên tiện chứng đắc chuyển y. Cái câu này nó quan trọng lắm. Xả được cái chấp ngã chấp pháp rồi thì cái người này là chứng đạt tới cái trình độ chuyển y. Cái chuyện y đó, đại chúng thấy rằng là cái điều mà tôi nói trước nay mấy mươi năm rồi cũng trước sau như một. Tu hành là mình học đạo, hành đạo. Mà hành đạo đây tức là mình sẽ chuyển qua cái phiền não, chuyển qua cái trí tuệ, u mê của mình. Chuyển qua cái trí u mê của mình là sinh ra cái trí tuệ, gọi đó là Bồ Đề. Mà chuyển qua cái phiền não, mọi cái nguyên nhân đau khổ của mình đó, sinh ra cái sự an lạc. Nghĩa là mình tính thức cái gì là cái phiền não vô minh đó nó không còn là tác động hoành hành mình được nữa. Do vậy mà chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn. Hoặc là chuyển phiền não thành Niết Bàn, chuyển sinh tử thành Bồ Đề. Hai cái đó nó trao đổi qua lại, cái là không bao giờ rời nhau được. Cho nên đừng có thắc mắc hai cái từ đó. Hoặc người ta nói chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn. Hoặc người ta nói là chuyển phiền não thành Niết Bàn mà chuyển sinh tử thành Bồ Đề. Không có gì trở ngại hết. Thế thì chuyển là sao? Nói tới cái chuyển, tiện chứng đắc chuyển y, tức là chuyển là do con người của mình, cái công trình tu tập của mình mà mình chuyển qua nó. Tôi nói ví dụ như là thực tính vô minh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Tao chuyển là chuyển là do nhận thức cái chân lý như vậy. Cái thân ảo quá này là không rời Pháp thân thanh tịnh của mình. Bản chất của con người mình là phát xuất từ cái pháp thân thanh tịnh, mà cái thân ảo hóa này là hiện tượng dương sanh của nó, cũng như bong bóng bọt sóng bòi không bao giờ rời cái thể nước biển lặng trong mà có. Từ cái thể nước biển lặng trong mà có, cho nên là cái sóng ngoài bong bóng bọt này khi nào nó chìm, nó sụp, nó sệt, nó lặng là nó lặng trở về bản thể của nó mà thôi. Do vậy cho nên là vấn đề sinh tử, người ta chuyển sinh tử này nó không có gì quan trọng. Thành ra vấn đề sinh tử nó trở thành ra Niết Bàn. Người thường thì sinh tử là sợ, sệt, lo âu, đau khổ lắm. Ở đây sinh tử không có gì quan trọng. Hiện tượng trở về bản thể. Vậy thôi. Cho nên người ta chuyển sinh tử thành ra Niết Bàn. Sinh tử chết không có khổ. Do vậy cho nên là thanh văn này, dương giác là Bồ Tát này, tôi phải vô thượng Bồ Đề là Phật, cũng vẫn có sanh và có Niết Bàn đó chứ. Có đản sanh có Niết Bàn tức là còn sinh tử chứ. Nhưng mà cái sinh tử của các vị hiền thánh thì ta gọi là Niết Bàn. Là vì ta nhận thức được cái chân lý rồi. Sự sinh tử đó là nó tùy thuận chân lý. Đừng bao giờ có ý niệm trốn chạy, tránh khỏi cái sinh tử đó. Do vậy mà sinh tử nó đến là vẫn bình thản mà chuẩn bị mà tươi cười để mà ra đi thôi. Gọi là ra đi thì người ta không có đi đâu hết. Đừng có tưởng tượng cái chữ ra đi. Chữ ra đi mà mình tưởng tượng mình còn có cái hồn nữa, mình xuất ra mình đi đó, là tưởng tượng cái đó là thường kiến ngoại đạo rồi.
nói ra đi là nói ra cái ngôn từ thế gian, ta tưởng tượng rằng mình có cái gì để mình bỏ đây mình đi, chứ người ta không có cái gì hết. Cái sự ra đi đó, tôi nói để đại chúng để ý mà tôi ghi, chứ còn là không không bắt buộc phải nghe tôi đâu. Tôi thì không bao giờ bắt buộc, không có cái ý đồ bắt buộc, yêu cầu mọi người phải nghe tôi không. Mà tôi cho rằng là Như Lai Thế Tôn hồi xưa thuyết pháp cũng vậy, không bao giờ có một ý đồ hy vọng người ta nghe mình. Mà Như Lai Thế Tôn nói chân lý rồi thì mọi người mà nếu bằng lòng nghe mà thì kêu bằng văn nhi, tư nhi, tu chứ không có bắt buộc. Cho nên cái từ mà lệ miễn cười vui vẻ mà ra đi đó, đừng phải bỏ đi cái nghĩa ra đi bằng cái linh hồn nào đó, không có. Cái ra đi của ta đó, nó giống như là các vị mà coi tivi mỗi ngày mỗi đêm đó vậy. Ca múa hát sướng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, vui cười buồn giận thương ghét nũng nịu yêu đương đủ thứ ha. Nhưng mà đây các vị là bấm cái remote, là bấm cái nút off ha, là nó ra đi. Ra đi đây có nghĩa là đâu trả gì đó. Hình ảnh của anten đem xuống bây giờ là không xài nữa, thì nó nằm ở đâu đó anten không cần biết. Nó ở trong một cái vết nào đó, ở trong một cái mạch điện tử nào đó, nó ở trong cái bóng đèn nào đó, ở trong cái cộng xì, cộng thép, cộng sắt nào đó, ở nghĩa là tất cả bao nhiêu trong cái linh kiện gom lại thành cái hình ảnh, cái màu sắc đó, thì bây giờ ở đâu nó trả về đó, mà không hề có đi nữa đâu hết. À, học Phật là mình phải quán chiếu cái đó đó, đâu trả gì đó hết. Nhưng mà tìm những hình ảnh màu sắc đó trong cái dòng điện, trong dòng điện cũng không có, tìm trong cái dây anten trên trời đeo suốt cũng có, tìm trong tất cả những cái gì trong tivi đều không hề có những cái hình ảnh, cái màu sắc, cái nói cười, cái buồn vui trong đó, mà là ra đi. Là tại vì cái duyên nó thiếu một duyên là mình ngắt cái dòng điện, thế thì nó ra đi. Tìm trong tất cả cái đó không có, mà tất cả coi như nó trở về trong tất cả cái đó, mà kỳ thật không hề có cái nào trở về cái nào. Vậy mà bấm cái nút on trở lại đó mà, thì tất cả những cái hình ảnh nó trở lại. Thế thì cái chân lý duyên sanh như quyển là vậy đó. Cho nên cái từ ra đi đừng tưởng mình có linh hồn, cho nên là tôi nhắc lại đó mà. Cái người học Phật thật sự không bao giờ trọng nam sinh nữ. Cái tư tưởng trọng nam sinh nữ là hoàn toàn không phải là của người học Phật, của đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật là không bao giờ trọng là cái thằng con trai, cái đứa cháu nội nó mới thờ mình. Còn con gái, đứa cháu ngoại nó không thờ được, không phải vậy. Thờ là cái nhân, cái nghĩa, cái đạo đức của con người tạo ra, đặt ra. Gọi là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, sát nước nhớ người đạo giếng. Con người thì có ông bà, cha mẹ, tổ tông, thân tộc, đó là của con người đặt ra. Cho nên con trai nó muốn thờ nó thờ, mà con trai nó chơi bời, nó sa đọa, nó làm tan nhà hại cửa cũng có, mà nó không thờ gì hết. Còn con gái thì nó có khá giả, nó bình yên thì lễ nghĩa thân yêu phú quý, nó nếu nó giàu có thì nó cũng làm cho bàn thờ nó thờ được vậy. Nhưng mà dù trai thờ hay gái thờ đều không có, ta không có ngồi ở trên đó được để chờ một năm mà ăn một lần của nó dỗ đâu. Do vậy cho nên cái ý niệm của người học Phật là không có, không có cái ý mà ngồi trên bàn thờ. Vì duyên sanh nó là duyên, là như tôi nói là cái tivi đó, khi nó tan ra rồi là nó không có, không bao giờ nó về chỗ nào, nó còn một cái gì để nó về chỗ nào. Cái địa thân này là thất địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó chết đi rồi là giống như mình bấm cái nút off của cái remote, nó tan đi theo đó mà không ai biết nó theo đất chỗ nào, theo gió, theo lửa, theo phong kiến thức chỗ nào. Đấy, cái chân lý nhân duyên nó vậy đó.
Cho nên học Phật là tư duy quán chiếu, là các vị tư duy quán chiếu cho kỹ đi, rồi các vị nếu mà các vị nắm được cái chân lý của đạo Phật, các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng, không có khổ đau cái lạc mặt. Trời, khổ đau cái lạc mặt. Hôm qua đây tôi mới nghe một cái người mà tôi có từng quen, nghe thôi chứ không có gặp, không có biết. Và 94 tuổi rồi, đau là cái chuyện bệnh hoạn, rồi chết là chuyện bình thường. Con ở bên Tây, bên Pháp, bên Úc về là chuyện bình thường. Nhưng mà mình sống dài quá, chín mấy tuổi rồi, con năm nay nó bảy mấy tuổi rồi, chết không? Cho nên là xin can, đừng có gọi là sống lớn tuổi là gọi là có phước nha, không phải đâu. 95 tuổi thì con là nó có khả năng là từ 75 tới 77. Thế thì con đó làm sao nó giúp mình được? Cho nên từ bên Tây mà nó bay về tới bên đây, nó bay về cái nó vô nhà tôi ra đấy nằm. Trời ơi, nó không lo gì cho được mình hết, mà mình có mấy đứa cháu ở nhà đây để lo cho mình, giờ nó phải vô lo nuôi nó. Tôi nói thiệt là hết nói nổi. Tại vì nó không về á, bên Tây nó không về thì mình còn vài đứa cháu, còn được đứa con ở đây lo cho mình. Bây giờ nó về thì là cái chiếc cái đứa con mà lo cho mình, nó đưa vô chợ rẫy để lo cho nó. Đau không? Mà cái sự thật đó nó có dài dài, hai ba người con đều là từ gần 70 cho tới 70 mấy hết. Thế thì làm sao lo cho mẹ? Cho nên cái vấn đề là mình học Phật rồi, tôi nói là phải chấp nhận chân lý, mà thấy được chân lý đó rồi nó hay lắm. Không có phải sống dài là có phước. Nhiều vị là cầu nguyện gian sinh là tu hành do có phước được sống dài là không phải đâu. Thế thì cái vấn đề mà kéo lại vấn đề hồi nãy đó, là mình không có ngồi được trên bàn thờ. Nếu mình còn tưởng tượng mình ngồi trên bàn thờ cho cháu nội nó thờ, con trai nó thờ, là mình bị rơi vào thường thường kiến của ngoại đạo. Mà sự thật là nhất thiết pháp vô ngã, thì con người mình cũng là một pháp trong nhất thiết pháp, là nó phải vô ngã thôi. Khi mà duyên, nhân duyên mà nó chia ly rồi á, thì là giống như là cái nguồn, cái hình ảnh của TV nó chia ly, không ai biết nó ở trong cái phần nào của TV, không ai tìm ra được. Đó, để cái đó đó rồi các vị sẽ sướng. Rồi đó, còn một cái điểm nha, cái bà già nó chết rồi thì thôi, được rồi, đem đi thiêu, là nghe anh hùng quá rồi, giác ngộ quá rồi, không có sợ nóc. Còn nhiều bà già thì đòi nó không được, tao không dám thiêu, thiêu nóng lắm. Bà già này thì không sợ, được rồi, thiêu thì cứ thiêu. Nhưng mà thiêu rồi á, phải lấy cho của tao, đem bỏ dưới sông. Trời, chi khổ vậy. Đã anh hùng thì cho anh hùng luôn đi cho rồi. Đã thấy các bụi thì trở về các bụi đi cho rồi. Thiêu rồi bỏ luôn đi cho rồi. Ở đây phải lấy trò tàu đèn, đem tưởng đâu, đem trần ai khổ nhẫn. Cái vùng đất không có sông, mà đi tìm tôi được sông bỏ. Bỏ trôi xong là anh nghĩa là tốn kém tiền xe tiền cổ, khổ con cháu rồi về tưởng đâu gì là tối lại là bắt về chùa lại nữa, lại cúng được chùa. Thế thì con cái khổ sở vô cùng. À, nhưng thôi thì nếu mà giác ngộ luôn đi, thì bỏ luôn đi. Còn không thì là đừng bị bỏ xong, phải đến cái chùa. Đến chùa thì sẵn đây là để đi cái cốt ở trên bàn đây rồi cúng rồi lại luôn cái rồi nó đỡ một cái khâu mà mình đi đem xuống sông. Thế thì tôi nói như vậy có nghĩa là mình không có giác ngộ cái chân lý rõ rệt, cho nên mình lẫn quẩn ở trong ba cái linh hồn bất tử, lẫn quẩn ở trong ba cái cặn bã của địa thủy hỏa phong không kiến thức này, mà nó làm cho mình đau khổ, nghĩa là một cách không cần thiết và không có chính đáng gì hết. Cái đó là cái khó lắm. Nghe nổi cái đó là các vị nhẹ, nghĩa là vô cùng, coi như là quăng gánh nặng. Ta gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là cái đó. Nếu mà ngộ không nổi ha, là các vị đau khổ hoài thôi. Chuyện gì mà bỏ năm thiêu? Mà năm thiêu thì bỏ luôn đi rồi, khỏi bắt công đi lấy gì hết. Thiêu là rồi, nó đưa tiền rồi, nó chung rồi, anh làm sao làm tôi cần biết. Trách nhiệm tôi tới đó xong.
tôn bỏ túi cho làng xóm, không làm mất vệ sinh môi trường, xong đó là anh hùng rồi. Còn bằng mà còn ở chưa có được cái nhận thức giải pháp giải không như sanh như quyển là thôi thì đem về chùa luôn đi cho rồi, thì để cho ta tụng rồi ta trà chánh xa từng khởi thân đành lễ tam ba. Ta làm vậy đó rồi chung ra một ngõ là ba tâm cho rồi đi, cứ làm vậy nó đổ thất đổ lạ là đủ chết mồ tổ mấy đứa con cháu rồi. Đây là còn cái biểu đem ra sông, rồi mướn thuyền đem ra giữa sông mới bỏ. Trời, hành hạ chi dữ vậy, mình chết rồi thôi chứ. Đó là nó phát xuất từ vô minh đó, xin thưa với đại chúng như vậy đó. Nhưng mà tôi nói gì là tôi hy sinh, là tôi xâm mình á, tôi mới dám nói. Nói như vậy là không ai ưa nổi hết. Nhưng mà giờ cái tuổi này là có ưa cũng vậy, không ưa cũng vậy. Ưa rồi ít bữa cũng chết, không ưa rồi ít bữa cũng tự chết thôi. Cho nên là không nói thật là nó ức lắm. Mình hiểu kinh điển quá rõ ràng, mà cái sự sung sướng của mọi người là sướng rõ ràng. Vậy mà nỡ đành hành hạ thân mình, hành hạ những người thân mình, hành hạ con cháu mình, rồi đau hết sức là đau. Cho nên giác ngộ một chút à, thì mình sướng vô cùng. Nên là nãy rồi mới có hỏi là coi như tuần nào cũng có những người xin giấy để hiến xác đó nha. Hiến tôi nói các vị hiến xác là hiến được thì người ta lấy xác cũng tốt. Mà cái trường hợp mà lý do nào đó người ta không lấy được xác cũng đừng có lo. Vấn đề là mình nghĩa là người xưa ta có câu tục ngữ thì có đời này tiếng là di quan, là thối là di sư. À, người trí người ta phải chuẩn bị cái tư thế. Tới được là tới, mà không tới được là lùi, mà vẫn an nhiên tự tại. Thế là mình cho xác mà người ta lấy đúng là ý muốn thì tốt. Mà bây giờ lý do nào đó ta không lấy được hả? Thì đi mua một cái hàng rất rẻ mạt, hạng bét, đem về để vô xong rồi cái là đưa vô lò thiêu. Đưa vô lò thiêu rồi nghĩa là tới đó nghe, người nào mà ngon lành là đưa vô lò thiêu rồi là chung tiền xong rồi là về luôn, không có trở lại. Đó. Có chuyện gì mà sợ hết á. Đó là ông chí. Lấy đem đi đâu nó cũng vậy thôi à. Cái tivi mà tắt đi rồi là tìm lại một cái gì mà để đem cái nào là có hình ảnh trong đó, có âm thanh trong đó, có màu sắc trong đó, làm sao các vị kiếm có. Đập vẽ cái tivi rồi mà còn ôm cái miếng kiếm, ôm cái vỏ tivi mà ngồi mà nhìn về là nghe bà hổng cái ca. Ca hôi ban giả thế lương sầu đoạn đoạn, kiếm câu đó để mà mơ tưởng. Ca trường thống thiết lệ kiếm y, địch la ngôi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô quốc, để cho tiếp đây lệ chia ly đắp mướt đi khăn hồng. Trời ơi, ôm cái miếng kiếm tivi mà đòi câu đó là sao có. Ôm cái vỏ tivi mà nhìn mà tưởng tượng mà đòi câu đó là sao có trống được. Ôm ba cái trơ mà nó lộn lão là ra cái rơm rác là đủ thứ trái vô rồi mà mình đòi có ông bà mình trong đó là sao có được. Đấy tôi nói là các vị cứ nghe rồi các vị về suy nghĩ coi. Cho nên giấc vào một chút là các vị khỏe vô cùng. Các cái vị mà có bồ đề, có niết bàn là do người ta nhận thức được chân lý. Ta sống hợp chân lý mà không có sai. Cho nên cứ bỏ được là bỏ. Ai dám làm việc đó làm, còn nó làm gì người ta nói, người ta là ai? Tại sao người ta nói mình sợ? Người ta nói bậy rồi mình cũng phải nghe theo cái bậy của người ta sao? Tôi là người đạo Phật, tôi hiểu như vậy, tôi làm như vậy. Còn các anh các chị không phải là người đạo Phật, thế thì các anh chị làm theo anh chị chứ, còn tôi làm theo cái lý tưởng của tôi chứ. Chẳng lẽ người ta nói là tôi phải sợ à? Chó của đạo chích nó sủa như nhiêu,
rồi dương như là trở thành người xấu hay sao? Không, tại con chó nó không có biết ai là vua, ai là ăn trộm, ai là gian, cho nên nó gặp ai nó sủa bằng nhau. Thế thì nó gặp vua Nghiêu mà nó cũng sủa, thì là vua Nghiêu trở thành người xấu hay sao? Người ta nói như vậy, rồi mình sống theo cái chân lý, nó nhẹ nhàng, nó giải thoát cho cả thân nhân quyến thuộc của mình. Rồi người ta nói như vậy, cho là mình khổ hay sao? Rồi mình xấu hay sao? Đâu có sợ. Cho nên là tu hành mình phải có cái lập trường, phải có cái lý tưởng của mình, chứ còn không phải là người ta nói cái gì mình cũng sợ. Ai... Thế thì tôi nói nãy giờ nó hoàn toàn tôi không có lợi gì hết trơn. Mà tôi biết là nhiều người không chịu nổi, bực bội, thậm chí ghét. Cho nên là có người là nghe tới cái băng ngôn từ thân là dẹp ngay mà không nghe mà. Nhưng mà không sao hết. Trên đời này biết bao nhiêu có những cái mà của người ta làm tôi cũng không thèm nghe, tôi cũng không thèm dèm thì sao? Đã có sao đâu. Họ làm những điều trái chân lý tôi không dòm, tôi không coi, thì cũng đâu có sao. Nên là cái của tôi nói không vừa ý người ta thì người ta cũng không nghe, cũng không có sao. Nhưng mà cái vai trò của tôi là tôi nói là đúng kinh điển là các vị bất lực không nổi đâu nha. Bất bẻ cái lý lẽ của tôi mà dựa vào kinh Phật là các vị không bất nổi. Thế thì là cái lương tâm của tôi, cái bổn phận trách nhiệm của tôi là vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật, tôi trình bày để tôi cống hiến. Các vị nhận thì nhận, mà không nhận thì tôi cũng tròn cái nhiệm vụ, cái bổn phận của tôi. Cho tôi thấy rõ cái chân lý đó, độc đáo lắm, hay lắm. Tôi hành nhất định là phải có giải pháp. Cái chuyển sinh tử thành niết bàn mà, chuyển phiền não thành bồ đề mà. Chuyển phiền não thành bồ đề là sao? Tam độc thủy bào hư xuất một mà. Tham sân si nó đâu có cái tự thể đâu. Cho nên mình mê thì nó tác động hoành hành, mà mình tỉnh thức, mình có trách nhiệm thì tham tự biến tất khắc, sân biến mất tất khắc, si biến mất tất khắc mà không bao giờ tồn tại. Do vậy cho nên mình tu hành là mình phải chuyển nó nha. Mình phải tỉnh thức, mình phải có trách nhiệm nha, rồi mình phải chuyển cái phiền não nó thành ra bồ đề, nghĩa là chuyển cái vô minh nó trở thành cái trí tuệ. Là vì mình biết nó không có tự tánh, nó không có thực thể. Cho nên nếu mà mình căm giận quá, cái đau khổ có thể nó làm cho tăng sông, nó làm cho tim mình bị nghẽn, mình chết một cách nghĩa là không cần thiết. Trong khi đó mình biết cái đó là tam động mà, là sân là si đó mà. Mình quá giải nhẹ nhàng nó đi, mình quán chiếu vạn pháp giải không đi, rồi mình nhẹ nhàng đó, tức khắc là mình không hề bị tim hoạt tim, mà cũng không hề bị huyết áp trong trường hợp đó. Nó nhẹ vô cùng vô tận. Vì tham sân si nó không có thực thể, nó không có tự tánh. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoàn hành, nó làm cho mình phải trợn mắt, mình phải trào bọt, máu bọt. Châu Du chết là tại tức á. Tức ba lần bị tam khí Châu Du, bị tức mà chết chứ Khổng Minh đâu có giết được Châu Du đâu. Thua chế tức mà chết. Còn ngược lại Tư Mã Ý á nè, là ngon lành đó. Tư Mã Ý là khi y thua rồi đó, Tư Mã Ý phải nói rằng hơn Châu Du. Thua rồi mà Khổng Minh là kêu thất đánh, mà y biết rằng đánh là thua. Y thủ thành ha, cho tới nỗi mà Khổng Minh nghĩa là cho binh tướng ra mà cởi quần áo ra mà nằm mà lăn lộn gì chửi, vẫn điềm nhiên bất động. Cho tới nỗi là Khổng Minh nghĩa là lấy cái bộ áo lót, bộ đồ phụ nữ á, đồ đàn bà để vô rồi viết cái thơ kèm theo đó, rồi để cái bộ đồ đó đóng cho hòm cho đẹp, cho người đem qua tặng Tư Mã Ý. Trong đó nói rằng là cái người là anh hùng, người quân tử thì là không có giác vua như vậy, mà phải vì nước, phải vì dân, phải vì lý tưởng của mình. Còn đây mà nếu mà không dám ra đánh với ta đó thì là lấy cái bộ đồ này mà mặc lên. Vậy mà Tư Mã Ý là khui trước mặt ba quân vậy, dòm ra lấy bộ đồ nó cầm rồi cười ra. Cười rồi cất kỹ. Tất kỹ về hỏi cái
cái người sứ mà đem đồ hỏi với thừa tướng hàng ngày làm gì. Người sứ nói thừa tướng tôi thì ngày ban đêm thì coi thiên văn, ban ngày thì nghiên cứu địa lý, rồi lo hết cái tiền lương quân và quân nhu quân dụng, rồi huấn luyện binh sĩ rồi này kia đủ thứ, thầy tướng tôi làm hết. Ông nghe ông cười, hỏi con nữa, hỏi thừa tướng ăn đồ ngon không, ngủ khỏe không. Nói thừa tướng tôi ngủ ít lắm, làm việc cả ban đêm mà ăn là ăn ngày chừng nửa chén à. Ông cười cho cái nữa đó, thôi được rồi, đãi cho tiệc rượu thì về đi, ở đây thì chờ ít bữa thừa tướng chết thì tao qua đi, chứ tao đánh là tao thua. Tao đánh là thua, cho nên là chờ thừa tướng thì nó chết á, về đi đấy. Chứ người khác mà đùng đùng mà nổi giận mà kéo quân ra, một là học máu chết, hai là kéo quân ra là coi như là thua. Mà tôi mới được cái hòm đó rồi cường. Người vậy đó, mấy người ghê gớm, anh hùng trí tuệ là vậy. Cho nên là ta đọc thủy bào, thì thủy bào là mình phải nhớ cái ý đó. Cái sân đó là cái nhục lắm á. Cái người mà đại tướng như tôi mấy mà tặng một bộ đồ áo yếm, đồ lót của phụ nữ là nhục lắm đó chứ. Học máu được á, một là quánh liền tức khắc, quánh chết thôi. Hai là học máu, vì một lẽ gì đó là học máu ha. Đây không có cười, bình thản. Đó là một hành động ghê gớm của những người có ý chí lớn. Nó biến cái phiền não đó thành bồ đề, mà đem lại một thành công ghê gớm. Đúng là trận đó là về là Khổng Minh bị bệnh luôn, rồi chết ở Gò Ngũ Trượng. Mà không đánh đối đầu với Tư Mã Ý được, vì Tư Mã Ý là cố thủ thôi. Chịu nhục rồi mà cố thủ để mà thắng. Thành ra là ta chuyển phiền não thành bồ đề là vậy đó. Phiền não tức là vô minh chứ gì, ta chuyển vô minh, bồ đề tức là trí tuệ, chuyển vô minh thành trí tuệ. Ta gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, tức là chiếm vô minh thành trí tuệ, vận dụng trí tuệ để mà hóa giải vô minh. À, thành ra gọi là chiếm phiền não thành bồ đề, chiếm sinh tử thành niết bàn. Niết bàn sinh tử thì ai cũng đau khổ vì nó. Ở đây ta nhận thức được sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Do vậy cho nên là chết không có chuyện gì phải làm cho mình đau khổ cả. Bao nhiêu vị thiền sư Trần Nhân Tông, Huệ Tông Thượng Sĩ, Thiền Sư Việt Nam chết một cách như là bình an, chấp nhận, coi sự sống chết như là bọt bóng nổi chìm trên mặt biển rồi lăn xuống vậy thôi. Coi giảng pháp là tất cả pháp, thấy được cái chân lý tất cả pháp, có sanh thì phải có diệt, diệt để rồi sanh. Hiểu được chân lý đó thì thường ngày ôm Phật mà ngủ, bàn luận nói cười với Phật. Cho nên việc chết sống không có gì sợ hãi hết. Do vậy mà ta gọi là chuyển sinh tử thành niết bàn. Học cái đó là nên câu đó là vô đắc bất tư nghì, thị xuất thế gian ký, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc, chuyển y. Chuyển người não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Chứ không ai cho mình bồ đề đâu, không ai cho mình niết bàn đâu. Không chuyển vô minh để thành trí tuệ là không bao giờ anh có cái bồ đề, cái quả bồ đề trí tuệ đó ở đâu cho anh hết đó. Cái quả bồ đề đó là tôi chuyển quá vô minh mà nó thành ra trí tuệ mà. Cũng giống như là cái căn phòng mà nó tối mịt ha, mà muốn cho nó sáng thì người ta phải tạo cái điều kiện là ta đem một cái bóng đèn 1000W ta đem vô, ta bấm lên cái là cái tối đó nó biến ra trở thành sáng. Đó là chuyển đêm nó trở thành, chuyển tối thành sáng, chuyển đêm trở thành ngày, chuyển phiền não thành bồ đề. Chỉ bồ đề là nhớ rằng là đỉnh cao tột của trí tuệ thôi, chứ chẳng phải là cái gì khác. Chuyển vô minh thành trí tuệ, chuyển đau khổ, sinh tử tức là đau khổ mà, chuyển sinh tử thành an lạc, niết bàn tức là an lạc. Chuyển người não thành bồ đề, mình nói cách khác là chuyển vô minh thành trí tuệ.
chuyển sinh tử thành thành Niết Bàn, có nghĩa là chuyển đau khổ thành thành an lạc. Đây là do mình chuyển không đó nha, chuyển đau khổ thành an lạc. Cái đó phải tu rồi phải tập thôi. Chứ đau khổ không ai làm sao cho mình được hết. Để ý cái bài đó, đó là cái bài tu tập mà phải trải qua, nghĩa là đệ nhị và đệ tam A Tăng Kỳ Kiếp tu tập trong cái bài đó. Mấy câu đó là nó tóm tắt cái công dụng, cái ý nghĩa tu tập, nghĩa là cả A Tăng Kỳ thứ hai và A Tăng Kỳ thứ ba, ta gọi là địa vị tu tập. Nếu mình thực hành theo nổi cái đó là mình giải cái khổ của mình là vô lượng khổ, giải gần hết rồi nha, chuyển được như vậy đó. Đó là hai A Tăng Kỳ, mà hai A Tăng Kỳ chốt mà. Cho nên là tôi không còn cái hứng thú là khi mà tôi thấy rằng là để mà trong cái hàng pháp hữu của tôi cũng như là Phật tử mà không có để ý trong cái vấn đề học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp, mà cứ sống theo cái hình thức, cái nghi lễ theo hình thức cúng bái ban xin cầu nguyện, cái kiểu mà nghĩa là dài dài như từ trước tới nay đó mà. Thành thật mà nói, dưới mắt cho tôi giờ tôi thấy cái đó tôi đau lắm cơ. Đau lắm. Biết rằng người ta làm như vậy nó cực khổ người ta, mà không có ai được cái gì hết. Cái đạo Phật không hề có dùng cái uy quyền, cái thế lực của siêu nhân siêu nhiên gì đó để mà ban tặng cho ai, không có làm cái đó được đâu. Còn là mì sợi hay là mì ăn liền là bún là các thứ bánh là các cái thứ hàng hóa là bỏ tiền ra mua được, chứ còn cái giải thoát, cái giác ngộ mà bỏ tiền ra mua làm sao cho được. Nó là bên cái phạm trù của tâm linh, của trí tuệ thì làm sao mà mình bỏ tiền ra mình mua cho được. Nhưng nếu người Phật tử đại gia mà tu hành mà cứ tâm sự nhờ thầy để mà mua cái phước đức của thầy, nhờ thầy cầu nguyện cách này cách nọ gì đó ha, thì làm sao mà mình mua cho được. Nhưng mà nói cái đó họ không nói nổi, nó hơi khó nghe mà người ta chịu bỏ tiền ra mua cái cho rồi trồng một cái ớt, trồng bữa hành nghệ tới 3 tháng mới có ăn, mà phải tưới mỗi ngày thôi thì chỉ bằng để tôi làm cái nghề gì dễ dàng hơn, cái tôi bỏ tôi mua 1.000 cái nó bán cả bụng ớt vậy nè, mua 1.000 cái bán cả bún hành vậy nè, ăn cho nó rồi ở rồi trồng mệt quá. Nhưng mà hành và ớt thì mới được, cho nên bỏ 1.000 ra. Nhưng mà sự thật là mình làm ra có 1.000 đó, cũng tức là mình trồng đó, nhưng mà mình trồng mình tưới hình thức khác, chất lượng vẫn mình phải làm thôi, mình mới có 1.000 mình mua hành mua ớt chứ. Còn người ta không có cái hình thức là buôn bán ở ngoài chợ, buôn bán lớn ha, thì người ta phải trồng hành ớt từ tưới mỗi ngày, thì cũng phải gia công sức của mình mới có được bao nhiêu hành bao nhiêu ớt để mà bán lấy 1.000. Cái người mà đưa ra 1.000 đồng đó là cũng phải làm công việc khác, thay vì là trồng rồi tưới vô thân, ở đây mình làm việc khác, mình đi dạy học, mình đi dẹp giải, mình đi làm giám đốc, rồi mình xuất nhập cảng vân vân, cũng phải làm thôi, nó mới ra 1.000 đồng để mà mua cái hành ớt kia. Thế thì cái nào nó cũng phải là có cái nhân, nó mới có cái quả. Nhưng mà hành và ớt thì ta mua được, bán được, tiền người ta làm ra bằng nhiều cách để ta mua hành mua ớt được, nhưng mà tiền mua phước đức trí tuệ không được, mua giải thoát giác ngộ không được. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật là phải hành thôi, hành tức là tu đó. Nói như vậy là có người hỏi vậy thì tất cả những người Phật tử ta đi cúng chùa, ta
lập ngôi tam bảo này, tam bảo nọ, tiểu thiền vậy là vô ích hay sao? Xin thưa rằng không phải là hoàn toàn vô ích. Nếu không có chùa, không có tỉnh xá, tỉnh thất, tỉnh bậc đường thì không ai biết đường ở đâu, chỗ nào gọi là đạo Phật để mà người ta nương tựa, người ta quay về, tức là không có chỗ người ta quy y. Thế thì chùa, chiền, tỉnh xá, tỉnh thất, tỉnh bậc đường là cái chỗ để cho người ta quy y, ta quay về đó, để ta biết Phật là ai, Pháp là gì, Tăng là để làm cái gì. Ta nương tựa với Phật Pháp Tăng mà ta văn như từ như tu. Thế thì chùa, chiền, an thất không phải là bỏ đi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ làm cái đó thôi thì coi như trên đường tu hành mình dẫm chân một chỗ, mình bước được vô cái thềm của cái ngôi biệt thự rồi mà mình không chịu lên những cái nấc mà cái thềm của ta, cái nền đất, mà mình bước vô cái nấc thứ nhất, nấc thứ hai thì mình ở đó thì mình không hề thấy được cái gì đẹp đẽ của cái ngôi biệt thự sang trọng kia. Vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên là khó. Cái tôi nói giờ là muốn nghe được là phải khách quan, đừng có ác cảm, mà nghe rồi phải suy nghĩ thì nghe mới được. Còn nếu mất cái tính chất khách quan ha, thiện cảm với ai đó thì nghe cái kiểu tôi nói là không trúng ý mình là ác cảm ngay, là không chấp nhận đâu. Tình của mình được. Do vậy cho nên là cái kinh nào cũng có là giáo lý hành quả ha, giáo lý là dạy rồi để cho mình hiểu, rồi hành tức là phải dạy cái cách mà tu tập thực hành, rồi thực hành rồi là phải đi tới kết quả thôi. Cho nên cái bài này là để tôi giới thiệu về cái thành quả đạt được của cái mức tận cùng. Nó thuộc về cái địa vị thứ năm ở trong di tích, ta chia ra năm địa vị. Nghĩa là trên cái bước đường tu tập ta chia ra năm cái giai đoạn, là địa vị tu lương là một, địa vị gia hạnh là hai, địa vị thông đạt là ba, địa vị tu tập là bốn, và bữa nay ta học cái địa vị chót là địa vị cứu cánh. Thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Đến đây là đến cái cảnh giới vô lậu. Tôi tập theo cái cách thức mà sách được trình bày đây, ai đạt tới cái hiện trạng này trên đường tu tập là người đó đã đạt đến cảnh giới vô lậu. Thế thì cái địa vị cứu cánh mà ta giới thiệu rằng thử tức vô lậu giới, đây là cảnh giới vô lậu, có nghĩa là cái người nào mà tu theo cái pháp môn như cái thật này mà tu đó mà, thì cái quả cuối cùng là phải đạt tới cái cảnh giới vô lậu. Mà cái chữ lậu là gì? Chữ lậu là tên khác của vô minh, của phiền não. Để ý vậy. Vô minh á, tham sân si mạng nghi ác kiến, rồi phẫn hận phú não tật sang minh đó, các vị học đó, những cái căn bản về não và từ thiền, về não thuộc về tâm sở ác á, cái đó là đều là cái phiền não đó, là trong kinh ta gọi là lậu, gọi đó là hoặc, cũng gọi đó là phiền não vô minh. Phiền não vô minh tức là lậu, mà lậu tức là hoặc, hoặc là sai lầm. Chứ hoặc có nghĩa là nếu mà ai còn những cái đó, ai còn những cái loại tâm sở đó, là người đó còn bị sai lầm, chưa bao giờ là hết sai lầm trong cuộc sống. Cho nên gọi nó là hoặc. Còn nó có tên là lậu là tại sao? Vì nếu ai mà còn các cái tính phiền não tham sân si mạn nghi đó, thì cái người đó là bị còn sa đọa, còn lọt rớt ở trong cái đau khổ của cái vòng lục đạo luân hồi. Cho nên gọi nó là lậu. Lục đạo luân hồi này nó có cái vòng trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người,
Atula trời, ta gọi là lục đạo. Mà nếu mà còn ở trong cái vòng đó, đó là nó lọt qua, nó rớt lại, rớt qua, nó lọt lại, lọt tới, lọt lui trong cái vòng đó, nghĩa là đau khổ triền miên. Chẳng qua là đau khổ hạng nhất, cực điểm đó, cực điểm đau khổ là gọi là hạng nhất, rồi đau khổ hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng năm, hạng sáu, nó có sáu hạng. Nếu như người nào mà có được cái chút phước mà đau khổ mà ngang bằng cái cõi trời á, thì ta gọi đó là hạng sáu, đau khổ hạng sáu. Còn người nào mà nghĩ là nó lọt, nó rớt vào cái hoàn cảnh mà đau khổ hạng nhất á, tức là đọa vào địa ngục. Còn cái người mà rớt vào, nó lọt, nó rớt vào cái hoàn cảnh đau khổ hạng nhì á, là như ngạ quỷ. Còn nó rớt vào cái trình độ, cái mức đau khổ mà cái hạng ba đó, là súc sanh. Rồi đau khổ hạng tư á là người. Người mình đó là so với lục đạo là đau khổ thuộc về hạng tư. Rồi đau khổ hạng năm á là Atula. Atula thì là cũng có được an lạc hạnh phúc khá, nhưng mà chỉ còn cái tấm nghĩa là sân hận rất là nhiều, ham đấu tranh, ham chiến đấu, đấu tranh. Nhưng mà bình thường thì có tỉnh thức khá, có thời gian được tỉnh thức, vì vậy mà đau khổ hàng năm. Còn trời thì do tu tập thiện, vì vậy mà giải tỏa được rất rất nhiều cái hoàn cảnh, cái môi trường là ác nghiệt. Đáng lẽ là mọi người bình thường ai cũng bị, nhưng mà cái người này họ có cái tỉnh thức, cái giác ngộ cao hơn, cho nên là thân của họ là nó nhẹ đi. Tức là vấn đề sát đạo dâm họ nhẹ đi, rồi miệng là dâm ngôn ý ngữ lưỡng thị ác khẩu họ được nhẹ đi, họ giảm 70-80%, ví dụ vậy. Rồi ý là tham sân si họ cũng giảm được 80-90%. Do vậy mà cái người tu tập thiện này thì là họ có được cái an lạc khá tốt so với năm hạng trước. Cho nên là trời thì là có được cái an lạc thuộc về cái hạng sáu. Thế thì là nếu mà mình còn phiền não của mình là nó cứ nó lọt trong đó, trong cái dòng đó. Mà cái người mà hưởng phước báo của cõi trời rồi thì có thể nó lọt rất trở lại làm ngạ quỷ, làm súc sanh được. Do vậy cho nên ta gọi là lục đạo luân hồi, tức là nó xây dần đó, không có ra khỏi. Mà muốn ra khỏi á thì phải là những người là vô lậu, thử tức vô lậu giới. Phải là vô lậu, nghĩa là không còn phiền não, không còn hoặc, không còn lậu. Thì đây là mới là cái cảnh giới cứu cánh được. Còn phiền não, còn hoặc, còn lậu là còn ở trong cái vòng, còn lót, còn rớt, còn sai lầm. Cho nên nó ở trong cái dòng lục đạo luân hồi mà thôi. Cho nên là ai muốn tu là muốn ra khỏi cái vòng đó đó mà. Thì phải mình thôi. Phải mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp là do mình thôi. Thế thì cái người mà ra khỏi cái lục đạo luân hồi đó người ta gọi là xuất ly tam giới. Bởi vì cái vòng đó đó, lục đạo đó cũng tức là tam giới. Tam giới tức là còn ở trong cái vòng đó. Cho nên cái phước báo của thập thiện đó là nó vẫn là còn chịu những cái khổ, nhưng mà cái hạng sáu chứ không phải là ngon lành. Do vậy mà cái sám hối hàng tuần đó, mà mình đọc cái bài sám hối đó: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước bảo. Con nay phát tâm tu hành đây nè, con lại sám hối nữa nè, con không có cầu cái phước báo của nhân và của thiên. Của nhân và của thiên á là cái phước báo gọi là hữu lậu, tức là nó còn lọt rớt cảnh này cảnh trời, nó lọt qua cảnh người được, cảnh người nó lọt qua ngạ quỷ xuất sanh được, xuất sanh nó lọt xuống địa ngục luôn cũng được. Rồi địa ngục thì nó có thể nó vọt qua Atula cũng được. Tức là tỉnh mê, mê tỉnh, tỉnh nhiều tỉnh ít, mê nhiều mê ít, mà nó cứ nó lọt vòng vòng trong đó. Mà nó lọt cái đó mình không có làm chủ được.
giống như là cái con bông vụ dấp gì xa xí nổ lát à, mẹ còn chơi bông vụ là mình quay cái về mình đậy lại lát dở ra là nó muốn ngửa lên cái dấp cái gì xa xí gì nó ngửa chứ không phải là mình. Mình không có quyền làm cái đó. Sáu cái mặt của con thằng lò đó hả, còn chơi nó là còn đau khổ mà không do mình làm chủ. Mình đặt dấp mà nó ra lát, mình đặt lát nó ra xa, giống như vậy. Còn ở trong cái dòng lục đạo luân hồi là mình không có làm chủ được. Nó muốn rớt đâu nó rớt, gọi là lậu. Vì sai lầm cho nên nó mới rớt tùm lum vậy. Giống như mình đặt giống gì xa xí ngõ lát mình đặt tật cửa đó, cho nên mình thua. Còn ra khỏi cái dòng đó đó là cái dòng phải là vô lậu ha. Cho nên là từ trước giờ tôi nói với đại chúng ha, tôi nói hoài, tôi nói quỷ. Mình tu là mình làm mà kim sanh, tiện tu quyết đó, tưởng liệu bất do biệt, biệt nhân. Mình tu là tự mình quyết định số phận mình cải tạo về não vô minh là do mình để mình có được cái an lạc cỡ nào chứ không do ai khác. Đây là cảnh giới vô lậu. Vô lậu là mặt trái của hữu lậu. Đấy, thường thường là chúng ta sống hàng ngày này mình thấy chúng ta không có tín niệm đó ha. Không có tín niệm đó. Thì ta bị cái hữu lậu này nó cứ đã làm rớt mãi thôi. Chúng ta rớt mỗi ngày là chúng ta rớt trong lục đạo này là đều đó chứ. Tại các vị không có tư duy, không quán chiếu, các vị không biết đó. Chứ trong mỗi ngày vậy nè, từ sớm mơ cho tới chiều, tôi thấy các vị đi ngủ. Lúc thì tâm hồn các vị là trời, lúc tâm hồn các vị là tu la, lúc tâm hồn các vị là người, là súc sanh, là ngạ quỷ, là địa ngục đều có. Nhưng mà cái người mà có học, chánh pháp có hành, chánh pháp có sống, rồi chánh pháp và có học, tam căn ngũ thường, có tam nguyên ngũ giới, thì là cái đọa về súc sanh và địa ngục á là tương đối là ít lắm, cho nên không phải dễ đọa vào súc sanh và địa ngục đâu. Cái người ta có học hành, ta có trí thức, ta có nhân phẩm, dầu dần nghèo, dầu khổ, dầu có bực bội trong gia đình, người ta cũng không đến nổi đánh mắng chửi bới tục tiểu là hành hạ tàn bạo, cho nên người ta không có sống theo cái ngang cái tầm cỡ của súc sanh được. Đầu sau đi nữa ta gọi là giấy rách vẫn giữ lấy lề à, cho nên là bình phong tuy phá có cấp du tồn. Cái bình phong tuy là nó rách nhưng mà cái dáng vẻ của nó ta cũng vẫn còn giữ được cái tấm bình phong. Cho nên những người mà có trí thức là có học hành, có chút ít đạo lý ra thì người ta không đến nỗi là đưa cái tâm hồn mình đi vào ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Mà nó cứ nó lọt cái rớt ở trong là người trời Atula. Atula trời người là nhiều ha, rồi tệ hơn thì lâu lâu rồi nó có ý niệm muốn này mong kia ham nọ đòi hỏi mà nó không thỏa mãn. Thứ thì thỉnh thoảng là mình hơi tấp vào trong mấy cái quán mà nó để đây là quán súc sanh, ở tức là mình hơi be vào đó. Cái quán mà súc sanh đó là cái quán đó là để gì, là muốn ham trong chờ đợi thèm thuồng mà không bao giờ thỏa mãn, tức là mình đi ghé vào cái chỗ súc sanh rồi đó. Thế thì cái người đó mà có học đạo chút thì người ta cũng tránh xa cái quán đó, cái tiệm đó ta không ghé. Cái đó là thuộc về cái quán đó, súc sanh ngạ quỷ ta không ghé. Còn địa ngục khổ quá đó, khổ quá thì lâu lâu mới có một cảnh, nó khổ quá cho ta nổi không sống nổi, người ta đòi tự tử, thậm chí người ta tự tử thiệt. Thế thì đó là mấy là nó lọt vào trong địa ngục đó. Thế thì trong một ngày là chúng ta có thể là bị lọt rớt đó chứ. Phải tỉnh thức mà thấy cho được cái đó, phải thấy cho được cái đó là các vị mới thấy cái tu hành nó kết quả gì gớm lắm. Mình thấy được mình lọt ở đâu, mình rớt ở đâu, cũng gọi là quạt. Lậu cũng tức là quạt, mình sai lầm chỗ nào.
phải làm chỗ nào mà nó ra cái cớ sự mà cái nhà cửa ồn ào đau khổ này. Thế vì là mình biết cái chỗ sai lầm đó. Ví dụ như giờ có cái đứa làm bể cái tấp, đứa con cái cháu làm bể cái tấp mà tấp là phải quý. Thế thì trong hai ông bà có một người nổi giận lên ào ào vậy đó, vừa đánh đứa cháu mà vừa là mắng nhất những người họ giữ đứa này kia. Thế là ông mắng thì bà binh, mà nếu mà bà mà la ồn ào lên thì ông lại binh. Thế là bắt đầu nó ào 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 ra, cái nhà cửa nghe là chuyện bé xé ra to, đau khổ chồng chất ha. Thế này nếu mà mình có học Phật các bạn, ủa nhớ là coi nguyên nhân đau khổ ung dùm này là do đâu? À, chỉ vì một cái tấp. Mà cái tấp thì cái đứa cháu này con nít mà nó có biết cái gì là quý, cái gì không quý. Thế nên nó làm bể cái tấp cũng giống như làm bể cái nồi đất vậy thôi. Làm bể nồi đất cũng giống như là nó đá nã cái quả lò, cái có quan trọng gì đối với nó đâu. Thế thì thôi thì bây giờ mình nghe nói giảng pháp giải không duyên sanh như quyển, thôi thì bây giờ mua cái tấp xấu hộp uống, uống nước có sao đâu. À bây giờ cái tống tiền nó bể thì mua cái nấu hơn. Thế nè, thì tao uống rồi, cái đồ này là đồ lái thiêu nè, nè. Có sao đâu. À thế thì là mình tìm cái nguyên nhân của nó là mình quá giải. Quá giải cái khổ đó. Tức là mình tìm cái quặc. Do cái sai lầm nào mà nó ra cái cớ sự nhà cửa bất an. Đó. Thành ra là hàng ngày mình rơi ở trong lục đạo. Nhưng mà tôi nói là tôi nói như vậy đó là người ta khó nghe lắm đó. Coi vậy chứ mà người ta làm địa ngục với ngạ quỷ xuất sanh là không phải nhiều lắm. Dễ gì mà rơi vào đó. Mà cái xuất sanh mà tôi nói đây là không phải là đợi là con thú bốn chân, là con chim hai cánh mới gọi là xuất sanh. Không. Ở đây có đời này nè. Ngạ quỷ cũng phải là đã chết rồi mới có bụng như cái tống sấm mà còn có cái lỗ thật khí quản như là cái lỗ kim. Không phải vậy. Mà ngay cõi đời này mình bị nó lọt rớt ở trong cái sao não đó. Để cái đó mà cải tạo phiền não vô minh, cải tạo lậu, cải tạo hoặc để mình có một cái cuộc sống nhẹ vô cùng nhẹ. Nhẹ vô cùng nhẹ. Thành ra là thử thức vô lậu giới. Cảnh giới vô lậu là cảnh giới không còn lọt rớt, không còn quắc, không còn vô minh thiện. Thiện não thì mới được là đạt tới cảnh giới cứu cánh thôi. Cho nên Như Lai đã tôn thành được cái quả của Như Lai là gì? Là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. 18 cái pháp bất cộng của Phật á. Đọc lên là mình thấy rõ. Ông đó phải là ông vô thượng trên đẳng chánh giác thôi. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Nghĩa là thân không bao giờ bị sai lầm, khẩu không bao giờ sai lầm, và ý không bao giờ có cái niệm sai lầm. Tức là không có bị hoặc lậu và phiền não. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tư dĩ xả, lúc nào cũng ở trong tư duy của chánh niệm, tâm không có tán loạn, và biết tất cả rồi bỏ tất cả. Giống như không vậy, thí như không thể thì quần tướng bất cử chi tướng phát huy, hiện tượng sự vật, màu sắc, âm thanh, tất cả, mùi vị, hôi thối thơm tho đều sanh trong hư không, mà hư không không hề bị nhuộm, bị nhiễm, bị dính mắt, bị chặt, bị đầy, không có. Hư không vẫn là hư không. Đó là vô bất tri dĩ xả. Vậy là biết hết, mà coi như không biết gì hết. Như không biết gì hết mà biết hết. Dung vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm. Trí tuệ tuy quá khứ vô ngại, trí vị lai vô ngại, trí hiện tại vô ngại. Thế thì là 18 pháp bất cộng hả mà. Thành ra là đạt cái tên đỉnh cao của vô lậu giới là vậy đó. Nói cái mà thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất là đã là đạt tới cái đỉnh của cái địa vị cứu cánh này rồi. Thân khẩu ý không có lỗi. Ở đây nãy có câu hỏi, ai hỏi được là quán thọ như thế nào anh ạ?
mỗi ngày mình thọ biết là bao nhiêu. Đây là tứ niệm xứ quán, quán thân bất tịnh, quán thân ở trong cái thân thể này nè, quán thọ ở trong thọ. Hằng ngày mình thọ cái gì? Ôi biết là bao nhiêu cái thọ. Người ta khen mình vui lòng là thọ, gọi là thọ lạc. Người ta mắng mình đau khổ là mình thọ khổ. Rồi mình thọ thương, thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, hằng ngày là thọ hết đó. Rồi thọ của euro 2000, nghe nói đó hồi mới 1:40 gì đó làm tới 4 giờ, thọ cái đó là tại sao mất tấn giờ đi gật gượng. Mà nếu không thọ cái đó, ví dụ như tôi không thọ cái đó, tôi tính rủi ra tôi đâu có hay đau khổ gì đâu. Còn thọ cái đó là thôi à, 7 giờ vậy cũng còn chưa nổi nữa. Vì thọ cái đá cầu mà cầu lông quốc tế, túc cầu quốc tế mà. Đó. Chưa kể là thọ cái tận cầu đó rồi, ai thắng ai thua. Mà mình cảm tình bên nào thì mình thích bên đó thắng. Mà mình thích bên đó thắng mà bên đó lại thua, bên kia thắng là mình lại ghét bên kia. Thấy không? Đây là quán thọ thị. Thì chỗ là thọ cái euro 2000 thôi à. Còn nói gì thọ đủ thứ trên trong đó cả cái tình yêu nam nữ. Hứa anh sẽ phụng dự em, anh làm nô lệ em suốt đời. Mà vài bữa, thì vài tháng rồi cái nó quất ngựa chuối cho tri phong. Ồ thế thì là thọ cái yêu đó nó sướng có 2-3 tháng hà. Còn từ đó về sau cái nó đang đau khổ tràn ngập. Rồi lúc đó mà quán hận cả 18 năm sau mới giải quyết. Cái hận nó 18 năm sau mới giải quyết. Đó là thọ là vậy đó. Câu hỏi đây. Ai hỏi nãy nè. Thọ tình yêu rồi 18 năm sau mới giải quyết. Để đem cho cái đứa con nó học võ tuyệt chiêu để đi trả thù cái hận 18 năm sau. Đó thì lấy quán bao quán lại quán nó chập chồng. Đó thọ là vậy đó chứ, quán thọ vậy mà không biết hỏi gì. Rồi thọ đô la mới gãy rồi 10,000 rồi hôm mừng ngốm vậy đó. Rồi khoe cất để đầu nằm cái thằng con trời đánh 4 giờ khuya nó lấy đi mất rồi. Trời đất ơi, tính 10,000 đô này là để sửa nhà sửa cửa mà giờ nó lấy đi mất rồi. À. Hỏi đi đâu vậy, nó có bùi nhí nào nó hẹn hò mấy lúc nay thấy nó chập chờn đó, nhưng mà mình đâu có ngờ nay nó làm vậy, nó bắt đầu khóc. À. Thọ đô la rồi nó ra vậy đó. Đây là cảnh giới vô lậu. Là cảnh giới bất tư nghi. Bất tư nghi nó có nhiều lắm. Bất tư nghi thiện, bất tư nghi thường, bất tư nghi an lạc, bất tư nghi giải thoát thân, bất tư nghi đại mâu ni pháp thân. Cái chữ bất tư nghi này là nó gồm bao nhiêu nghĩa đó. Đây là cảnh giới an lạc, đạt tới cái cảnh giới vô lậu này rồi đó, thì nó có cái bất tư nghi thiện, không để tâm làm thiện, mà cái thiện này nghĩa là tự nó không có phát sinh, nó không cần làm mà nó thiện rồi. Ví dụ như mình bây giờ đây là bởi vì mình phiền não vô minh còn nhiều quá, cái vọng tâm mình còn nhiều quá, cho nên là mình phải cố gắng làm thiện nó mới thiện. Chứ mà không dụng ý làm thiện thì mình sẽ rơi vào ác. Khổng Tử nói là nhất nhật bất niệm thiện là chư ác giai tự khởi.
trong ngày, trong đời sống mình trong ngày, mà nếu mình không làm lành, mình không có giữ cái niệm lành, thì cái niệm ác nó tự sanh ra. Cho nên là phải giữ cái niệm lành thì mới là trấn áp được cái niệm ác. Không có chánh niệm cũng giữ cái niệm lành thì niệm ác sinh ra. Khổng Tử nói thế. Ở đây là đạt tới cái cẩm này rồi đó, thử tắc vô lậu giới, đạt tới cái trình độ mà nó trải qua tu lương gia hạnh tu tập, không đạt rồi, tu tập rồi, thì đạt tới cái cảnh giới cho bằng bất tư nghị thiện. Cái thiện ở đây là không cần dụng tâm để làm thiện nữa, mà thân khẩu ý nó không ác. Tức là thân vô thức, khẩu vô thức và ý vô. Ý vô thức một cách nghĩa là kêu bằng mà tiếng Tây nó gọi là automatic. Nghĩa là tự nó không có tội, lỗi. Đấy. Cho nên tôi gọi là cái thiện đó là cái thiện bất tư nghị. Còn hàng ngày mình đây là phải giữ cái niệm thiện, thì cái niệm ác nó mới không sanh. Mà quên cái niệm thiện là niệm ác nó sanh. Đúng như người mới học cởi xe gắn máy, cởi xe đạp vậy, phải cầm tay cầm ghi đông cứng tay đạp ha, mà quên mà phải chăm chăm trước, nghĩa là phải bẻ đâu tránh cái gì tránh gì, đó là cái đó gọi là chưa đạt tới cái chỗ vô công dụng. Còn cái người mà chạy xe giỏi rồi đó, lên ngồi trên chiếc xe đạp ha, buông hai tay thõng mà đạp đi cả Sài Gòn này nhá, người ta vẫn đạp được. Chạy giỏi tới trình độ cỡ vậy đó, nghĩa là ta bẻ bánh theo y như ý muốn. Trừ ra cái chỗ nào mà không chạy được thì ta buộc lòng phải thắng thôi, chứ còn bình thường là họ cứ chạy bình thường mà không cần dính. Đó là đạt tới cái chỗ gọi là vô công dụng hạnh, ngã hàng tồi mà ta sẽ học sau này. Ta nên tới cái cảnh giới vừa lầu này là bất tư nghị thiện. Cái thiện bất tư nghị, cái thiện là người ta nhìn người ta không có biết được. Không cần khởi ý niệm làm lành, nghĩ lành nói lành, mà lúc nào nó cũng vẫn lành. Đó là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, ba món của 18 món bất trọng của Phật. Đó chứ thiện là bất tư nghị thiện là vậy. Bất tư nghị thiện, bất tư nghị thường đó. Bất tư nghị thiện thường, thường là bình thường về các vị không thấy được cái pháp thường của chân như, của thực tướng đâu. Các vị chỉ thấy cái vô thường của hiện tượng vạn pháp. Tại vì các vị không có tư duy quán chiếu được cái thực tướng của vạn pháp. Cho nên các vị nhìn trên hiện tượng vạn pháp, các vị thấy là đều là vô thường hết. Ai hỏi các vị nói, đạo Phật thì vậy, mà tất cả đều là vô thường. Các vị tưởng đâu nói vậy là trúng rồi sao? Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, các vị tưởng là các vị học đạo cỡ đó trúng rồi đó hả? Không đâu. Chừng nào mà các vị đã biết rằng là cái vô thường này nè, nó phát xuất từ cái chân thường, cái khổ này là nó phát xuất từ nơi cái chân lạc, cái bất tịnh này nó phát xuất từ cái chân tịnh, cái vô ngã này nó phát xuất từ cái chân ngã, các vị phải thấy cho được hai mặt của nó như vậy là các vị mới gọi là người hiểu đạo Phật. Chứ còn học Phật mà mình nói tới đạo Phật không rồi rên rỉ, ôi đạo Phật giải mà đời là khổ, mà biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nói như vậy đâu có trúng, nghe làm giống như trúng gì chứ đâu có trúng. Nếu anh là những người mốt xì ca ma tí toàn cả xã hội này thì không có một người nào nhìn có đời này là đẹp được hết á. Là vì xì ca ma tí không đủ cung cấp cho anh đau khổ, anh dằn vặt, anh lăn lộn ào ào. Nhưng mà trên có đời này nếu mà ta không có sử dụng cái đó, mà ta làm ăn đàng hoàng, cơm no, áo ấm, ăn ngon, mặc đẹp, mà ta vẫn có cái ăn lá trên có đời này chứ. Đâu phải người nào cũng phải tới cử là phải lăn lộn như anh. Đâu phải đau khổ trần tục như anh đâu. Anh đau khổ ghê gớm là tại vì anh sử dụng sai. Do vậy cho nên là phải thấy được cái thiện bất tư nghị, mà phải thấy được cái thường bất tư nghị.
Thường có bất cứ người đây á, tức là mình phải học cái câu ngũ uẩn phù ngư không khứ lai. À, cái tên ngũ uẩn này nè, đành rằng nó là duyên sanh duyên quyển nhưng mà không bao giờ mất. Giống như mây á, trên trời á, nó là mây, nó phù vân đó, hợp rồi tan rồi hợp đó, nhưng mà nhớ rằng tan và hợp không bao giờ mất đi cái ngã nào hết á. Phải học vậy mới được, phải quán chiếu như vậy đó. Mây không bao giờ mất đi cái ngã nào được hết, nó cũng ở trong cái bầu trời này, chẳng qua là do nhân duyên hợp, rồi cũng tùy nhân duyên mà tan, hợp tan, tan hợp không bao giờ mất. Bằng cớ cái đó là bây giờ đây nè, cái thứ mà thuốc mà dầu thơm mà xịt của các bà các ông đó, mua dầu thơm về cái là muốn đi đâu chơi cái là dở đất vô, còn áo xịt xè, hôm nay xịt xè, hôm nay dở tóc là xịt xè rồi mới đi á. Trong đó nó có một cái thứ khí, khí gì đó, CO gì đó, CO2, CO3, CO4 gì đó, chuyện đó chuyện của nhà khoa học nói, mà các vị đã biết rồi. Từ cái thịt xè của các vị mà không nhát đó, nó là cái nguyên nhân nó tồn tại lại, nó phá cái tầng ozone bây giờ đây nè. Mà do các bà các cô nhiều nhất đó, nói cho mà biết, các bà quậy cái tầng ozone đó, đi đâu vậy là dở tóc lên là khe, dở là khe. Tất cả các thứ khí đó nó tích lũy trong cái vũ trụ này nhiều năm, nhiều thế hệ rồi, nó thành ra nó phá hoại chống với cái khí ozone, nó làm cho cái ánh sáng mặt trời bây giờ rọi xuống như mặt đất này như là nóng hơn trước. Thế thì cái đó nó tồn tại trong này, ta gọi là hiệu ứng nhà kính, nghĩa là nó vẫn nhốt ở trong cái bầu vũ trụ này chứ nó không đi đâu hết đó. Đó là những cái chất, những cái khí mình không có thấy được, nó vẫn tồn tại, nó vẫn tích lũy như vậy. Thì cái ngũ uẩn của mình đây làm sao mất được? Nó là phù hư nhưng mà vẫn không khứ lai, đến đi hợp tan, tan hợp, chỗ này dời tới chỗ kia chuyển qua chỗ nọ mà không bao giờ mất mây được. Thế thì cái thấy của đạo mạch thân này là ngũ uẩn phù hư mà không khứ lai, đến rồi đi trong cái bầu vũ trụ theo nguyên luật hiệu ứng nhà kính mà khoa học ngày nay ta nói đó, không bao giờ nó mất đi đâu. Do vậy cho nên trong cái thân vô thường này mới là có chân thường đó, thấy chưa? Từ cái hiện tượng cái thân duyên sanh hiện tượng này là vô thường mà người ta thấy được cái tính chân thường của nó. Cho nên vấn đề sống chết ta coi có ra gì, sống là sống chơi, chết là chết chơi, làm là làm chơi, ăn chơi, có gì đáng sợ đâu. Cho nên cái thuyết mà chơi của tôi nói ở đó giờ đó là cái nghĩa đó, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, sinh hoạt trên cõi đời này chơi vậy, bệnh thì cũng uống thuốc chơi, mà thuốc uống không hết thì chết chơi, có gì quan trọng mà. Cái lý lẽ của tôi là từ trước tới sau, trước sau như một mà, bởi vì ta thấy cái đó lâu rồi chứ không phải bây giờ tôi mới nói, không phải ngẫu nhiên mà nói, ta thấy chân lý đó lâu rồi. Cho nên bất cứ người thiện mà bất cứ người thường, các vị phải thấy cho được cái thường ở trong cái hiện tượng duyên sanh vô thường. Các vị phải thấy rằng là nước sống mọi bóng bọt sanh duyên vô thường, nhưng mà nó phát xuất từ cái bản thể nước thẳng lặng của biển là thường, từ cái thẳng lặng như gương là thường, duyên sanh ra cái sống mọi bóng bọt là vô thường. Vậy thì cái hiện tượng vô thường là phát xuất từ cái bản thể chân thường. Học ta phải học vậy đó, nó mới là không sợ lạc mặt bậy bạ. Chứ ở đó mà đòi mà con trai là nó thờ, cháu nội nó thờ, mình ngồi đó mà thờ, làm sao mà ngồi được? Mà cái bàn thờ có chút xíu mà ngồi cái gì? Trời ơi, chỗ cảnh ra cái nó đổ rầm, lư nhang chân đèn. Chưa kể là nó đem lên cách mấy cái dĩa cái cây tùm lưng đi ăn được gì đâu mà ngay cảnh là đổ. Thế thì làm sao mà ngồi được cái bàn thờ đó? Chưa kể là có những cái người nó nằm biến, không bao giờ nó lao cái bàn thờ.
mà thử hỏi bộ đồ tốt mà bận bình thường ấy, dám lên đó ngồi không? Cho nên cái ý niệm mà mình ngồi trên bàn thờ đó, cháu nội thờ, cháu trai thờ đó, xin lỗi nha, bỏ cái đó đi, đừng bao giờ tin nó. Tin nó nào khổ chết rồi, mà muốn cái chỗ ngồi cũng có, vì dơ quần áo sao ngồi, muốn chỗ nằm cũng có, là vì nó chết đặt cứng ra đó, chỗ đâu nằm, thế thì làm sao chịu nổi. Cho nên đừng có tin cái đó, mà phải tin rằng ngủ vững phù hư không khứ, không khứ lai. Còn về não của mình là không có sợ, là vì tam độc thủy bào hư xúc, một mê nó tác động nó hoành hành. Thế mà tính một chút, ví dụ như tôi mê ý đó hồi nãy, tôi mê ý là chỉ vì cái đại sự của chiến tranh, dằn cái giận, dầu là nói mình là một đại tướng như vậy ha, mà nó cho mình cái bộ áo yếm của phụ nữ mà vẫn cười được, là tính thức giác ngộ có cái lý tưởng riêng, là mình quá giải cái nhục, cái mà người ta gọi là nhục nhã đau khổ ghê gớm á, ở đây mình coi như không còn gì. Thế thì cái cách quá giải phiền não vô minh là vậy, chuyển là vậy đó, chuyển phiền não thành bồ đề là vậy đó. Thế thì cái thường như vậy đó tôi gọi là bất tư nghị thường. À, đạt tới cái cảnh giới thiện, bất tư nghị thiện, mà bất tư nghị thường. Sự vật ai cũng đó vô thường, vậy mà cái người học đạo tu duy thức quán tới đây người ta thấy sự vật hiện tượng không phải là vô thường mà là thường. Bản thân con người này là sinh già rồi tới đây là bệnh chết rồi là ai cũng hiểu là vô thường, vậy mà cái người này người ta thấy vẫn là thường được là chứ. Vì cái thường này là cái thường giống như ngủ, giống như là ngũ uẩn phù hư không khứ, không khứ lai vậy. Đó, đó là bất tư nghị thường, là bất tư nghị an lạc. Thử tức vô lậu giới bất tư nghị thiện, bất tư nghị thường, an lạc cũng bất tư nghị. Các vị mà thật học, thật tu, các vị có cái an lạc của các vị. An lạc bất tư nghị là thế nào? Là có đời này nè, nếu mà nhìn bằng con mắt lỗ tai bình thường của mình là đi đâu cũng thấy những cái mà bực bội hoặc vui mặt hoặc mừng hoặc buồn hoặc giận hoặc thương hoặc ghét, nó tác động lên đầu óc mình căng thẳng hoài thôi. Nghe nhiều cái bực bội lắm, thấy nghe ngửi nếm xúc biết lục căn của mình tiếp thu hàng ngày những cái độc tố vô, nó làm cho cái đầu của mình á bực bội lắm. Là vì bất mãn vì cái thấy, bất mãn vì cái nghe, bất mãn vì cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, đều là bị bất mãn. Lẽ tất nhiên là cũng có những cái bằng lòng. Mà bằng lòng và bất mãn là hai cái nó đối lập nhau lại, nó cứ phấn đấu, nó đấu tranh nhau á. Thì mình, cái đầu của mình nó trở thành một cái bãi chiến trường là luôn luôn là thuốc độc, rồi đem qua giải rồi, nó lố cái thuốc qua giải rồi nó đem thuốc độc. Mà quá giải lại làm nhất là cái đầu mình nó thành cái bãi chiến trường. Cho nên là con người bình thường không có an lạc. Nhân cái xã hội này không có chỗ nào an lạc. Nhưng mà cái người mà tu theo duy thức người ta thấy được cái tính chất là vô ngã, là vô thường, mà không ngoài cái thường ha, ta thấy có cái an lạc. Cái an lạc đó cõi đời là người ta nhìn thấy đau khổ tùm lum, ở đâu cũng là đau khổ, cũng là có cái bất mãn bất bình, vậy mà mình thấy không có gì hết. Vì sao vậy? Vì mình thấy đây là cái tính chất vô ngã vô thường của nhất thiết. Pháp thấy được cái tính chất duyên sanh hòa hợp như quyến với dạng pháp, cho nên mình nhẹ nhàng ra. Mình là người vượt qua được cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái tham, cái sân, cái si rồi. Tức là mình đã đến cái cảnh giới vô lậu rồi, thì mình không còn đau khổ những cái lặt vặt của cái người bình thường đau khổ nữa. Do vậy mà có cái an lạc bất tư nghị, nghĩa là mình vẫn là một con người như mọi người, mà mình có cái an lạc người ta nhìn vào người ta không biết, ta biết mình có an lạc. Cũng giống như bậc A Lớn hồi xưa, Đức Thế Tôn vô thượng hồi xưa, mỗi ngày vẫn đi khất thực,
mà người ta có bồ đề và có niết bàn. Thế tôn ta có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, mà người thường vẫn thấy là một người khất sĩ đi khất thực hàng ngày. Đó, cái đó tôi gọi là an lạc bất tư nghị. Tôi gọi là an lạc bất tư nghị. Bất tư nghị thiện, bất tư nghị thương, bất tư nghị an lạc. Bất tư nghị giải thoát. Bất tư nghị giải thoát là nó tương quan với cái an lạc, nó chỉ giải thoát tức là mình bỏ hết những cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phú nợ tật sang của mình, bỏ hết rồi. Trong khi đó bạn bè của mình á, thân bằng huyết thống của mình cũng y như mình, mà đầy nhảy tham sân si mạng nghi phẫn hận phú nợ tật sang, cho nên họ bị ràng buộc ghê gớm lắm. Họ không có được cái giải thoát. Mình bỏ được cái phiền não của vô minh đó, mình giải thoát rồi. Cộng với một cái nữa đó ha, cái người mà học đạo đó nha, người ta thương. Người ta thương là phải là bằng đại từ, đại bi. Còn cái người bình thường nó thương không phải bằng cái lòng đại từ, đại bi. Cho nên con của mình mà nó sai lầm tội lỗi mấy cũng thương. Còn người ta mà phải đàng hoàng rồi mà vẫn cứ làm cho người ta trở thành quấy để con mình trở thành thải. Hôm qua tôi coi cái có cái tuồng ông Bao Công, ông Sử đó. Bao Công có cái bà mẹ, tôi thấy tôi nản vô cùng. Con bả làm sai rồi lẽ ra là cái gần kết luận đó là cái tội gần đó là phải chặt đầu cẩu đầu đau thôi. Mà bả năn nỉ bên lại lục, bả khẩn cầu. Cuối cùng bả gói gói vàng đô la thật to, bả biết thôi giờ con đi. Để chừng nào sống lặng gió yên rồi con hãy về. Ông cha, hai vợ chồng mà. Nhưng mà cái ông già là ông cũng tế nhị lắm, ông cãi bả. Ông nói thôi giờ. Nó đi như vậy, bà biểu nó đi như vậy, nhưng mà giờ nó ôm cái gói này đi là khó bà. Nó bà chịu khó bà đi đổi cho nó biết nó thành ngân phiếu rồi, nó đem đi dễ hơn. Thế thì bà nói, ông nói vậy cũng có lý, tôi đi ra ngân hàng tôi đổi thành ngân phiếu. Thế thì cái bà vợ đi rồi đó, thì là ông ở nhà ông đỡ con à. Từ trước tới giờ con không có để tâm gì tới chuyện ông bà tổ tiên, thôi giờ con đốt nhang lại ông bà đi. Thì thằng con đó nó ông cha gần như là tạo điều kiện cải tử quần sinh cho nó dạ giờ con xin lại ông bà. Lại thấy tổ tiên rồi, cái là ông nói với cha con mình hồi trước giờ chưa có uống rượu nhau, giờ cha con mình uống nhau bữa. Thế là mời uống rồi ông rót cho nó tách. Ông tách rồi là ông đưa cho nó cái điều động, nó ớt vô cái nó ngã lăn ra. Làm cha như vậy đó mới là gọi là một người anh hùng trong thiên hạ và trưởng phu. Đưa cho ông Bao Công mà chặt đầu thì vợ ông cự với ông. Ông là quan Thanh Liêm mà. Bao Công chặt đầu là vợ ông xài xẻ ông, là ông là người làm quan mà vô lực, bất lực để cho con mình nó chết. Ông muốn rằng là vợ chồng mình tuổi già về hai người ta tránh sao, không có con không cháu sao, mình có một đứa con à, mà ông không cứu nó. Thế là để ông Bao Công chặt đầu thì là ông bị xài xẻ bắn giết. À, do vậy cho nên là nhân cơ hội đó ông cho nó một cái điều độc là bóng luôn. Đại để là không có thương con một cách mù quáng và che chở những cái tội lỗi bất công đâu. Thế thì là ông Bao Công nghe được, Bao Thanh Thiên nghe được cái tin đó nói thế là tốt, làm vậy khỏi có khó xử cho ta, mà cũng khỏi có động tâm tới phu nhân là vợ của cái ông quan đương triều với mình. Thế là ông suy nghĩ vậy là tốt. Ở đây tôi muốn nói là cái người mà đệ tử Phật và thật sự á, thì phải làm cho được những cái việc đó. Cũng như là Hồ Chủ Tịch nhá, cái câu mà tôi đã nhắc cho văn phòng tôi đó, phải sống đời sống phải cần, kiệm, liêm, chánh, chí công, vô tư, khiêm tốn và giản dị. Đó là một bậc vĩ nhân, một bậc anh hùng trong thiên hạ.
Chứ còn cái thứ mà con mà nó sai rồi cứ như là bằng mọi cách bao che nó, cứu nó, thương nó, thương như vậy là không có tu hành được đâu, người tầm thường lắm, cứ cho nó một liệu. Cuộc đời này có ra gì, sống cái thứ đó mà để làm cái gì? Trước sau gì nó cũng chết, trước sau gì mình cũng chết, mình cho nó chết trong danh dự để bảo vệ cái danh dự của cái kiếp con người trên cõi đời này. Trời coi mấy cái nó ngoạn mục lắm, còn thấy cái bà kia đó, cái bà vợ đó mặc áo đẹp lắm mà năn nỉ bao đại nhân ơi tha cứu giùm cho con tôi, bao đại nhân ơi năn nỉ ông ơi ông công tình ông làm quan hồi nào giờ ông cứu con mình ông ơi. Trời thấy nó tầm thường vô cùng, phải dám làm cái việc đó. Cuộc đời này mà thế vì là làm được như vậy đó, ta gọi là mình vượt qua được cái vậy là mình có một cái sự an lạc. An lạc đó, an lạc bất tư nghị, người thường không biết được đâu. Tất cả những cái tình cảm vương vật tầm thường đó ta bỏ hết rồi. Ở đây là nói xin lỗi, biết bao nhiêu người khổ đã làm ăn chăm sống tạo ra được một số tiền tài sự nghiệp rồi mà khổ vì con trai con gái, rồi khổ vì cháu ngoại cháu nội. Cái người học đạo không để cho cái khổ vậy đâu. Tôi nói xin lỗi cho nghe là nhìn coi các cái con thú ở trên cõi đời này, cái con thú mà nó sống theo cái chân lý của thiên nhiên á, nó rất cưng thương con nó. Những con diệt, những con cò, những con già đãi, nó đi tha mò về, nó nuốt vô bụng rồi về, nó ọc ra cho con, nó ăn cực khổ biết chừng nào. Nhưng mà nó nuôi, nó dạy cho tới cái lúc mà mọc lông một cánh thứ ba rồi là nó hết tâm niệm đó nha. Mảnh đứa nào nó bay nó tìm để ăn cho không có vụ bà ôm đợp hay là ôi nuôi cò con, cò con mà nuôi cò cháu nuôi cò chắc, không có vụ đó. Bốn phận ba mẹ bảo vệ cho cò con là tới đó rồi là phải tự lo. Đó là chân lý của cuộc đời là vậy. Còn mình đó, mình dùng cái tình cảm tâm thương hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học bậc đạo vô thượng thệ nguyện hành